xe bao nhiêu phân khối thì mới đi phượt được? Đây là một câu hỏi mà mình nghĩ mấy bạn trẻ quan tâm lắm đúng không? Vậy thì clip này mình sẽ trả lời theo ý kiến cá nhân của mình nha. Nói về xe thì sẽ có 50cc, 110, 125, 150, 175. Còn trên 175 á, thì là những dòng xe phân khối lớn. Vậy thì một chiếc xe phân khối lớn nó sẽ đáp ứng được những gì? Nó sẽ giúp cho những chuyến đi nhẹ nhàng hơn với phần gia tốc cao ở ga đầu, lên dốc dễ hơn, vượt đèo mượt hơn, vượt xe ok hơn, và tất nhiên là công nghệ nhiều hơn. Còn về tốc độ thì mình xin phép không bàn tới nha. Vậy thì một chiếc xe phân khối nhỏ nó có đáp ứng được những yêu cầu như vậy để mình đi phượt không? Câu trả lời là có chứ sao không. Leo dốc, leo đèo không nhanh được thì mình cứ đi tà tà mà chạy. Gia tốc không cao để vượt như những chiếc xe phân khối lớn thì mình cứ tèn tèn mà đi. Dù là đi nhanh hay là đi chậm thì ai cũng sẽ tới đích, chỉ là vấn đề sớm muộn của thời gian thôi. Người ta đi xe đạp còn chạy từ Bắc vào Nam, còn mình đi xe máy mà không làm được thì nó vô lý lắm, đúng không? Và lời khuyên của mình là mọi người thích đi thì cứ sắp xếp thời gian, tiền bạc và sức khỏe sao cho hợp lý thì mình đi thôi. Và đừng có quan trọng vấn đề là xe phải đẹp, phải xịn thì mình mới đi được. Cái quan trọng nhất trong hành trình là gì? Là đi để trở về. Đi như thế nào thì mình về như thế đấy. Chứ đừng có đi một rồi về hai. Cái này mới nguy hiểm này nha.